anh. Anh đi đâu đấy? Ở nhà đấy, mưa to quá, à, xem từ nào. Ừ. Em đi đâu đây? Em đi quay video. Em quay video ấy, bây giờ làm gì? Là YouTube. À, làm YouTube à? Dạ, anh có học pháp không? Có học pháp đéo. Có cặp phụ tá không? À. Anh đi phụ tá cho anh. Không nhận tiền cho. Vẫn học nhà Hưng chưa anh? Vẫn học nhà Hưng chứ? Ừ, dạ, là lúc đấy không thấy em vào. Vâng, chắc em là phải quay lại học đấy đó. Đợt em mua một lớp ở chỗ cụ kê chưa vào bán chưa? Chưa anh. Chưa bán à? Dạ, nó giảm được bao nhiêu? Em cũng không giao bán nên cũng không biết. À, thế à? Chắc nó xuống ít rồi, xuống rồi, xuống giờ nó xuống rồi. À. Để anh đi, để em đi quay, lâu nào gặp lại nhá anh. À.